Vâng, xin chào tất cả các bác. Và hiện tại thì em đang ngồi ở cái bộ bàn ăn có phải nói là cực kỳ đẳng cấp các bác nhá. Cái bộ bàn ăn này thì hiện tại làm bằng chất liệu gỗ gõ ba chi, là cái gỗ tốt nhất ở trên thị trường hiện nay, là gỗ gõ của châu Phi các bác nhá. Là cơ sở như em làm là mặt là dày 15, rộng là 98 và dài là 2m8. Hàng được chọn vân cửa, được xẻ. Cái cây gỗ này cơ sở như em xẻ ra là gỗ nó lại được tận là vân các bác nhìn này, vân nó là vân đen vàng. Nó là hàng cực kỳ hiếm và đẳng cấp, và giá trị của cái cây gõ ba chi này là cao nhất và vân nó là đẹp nhất. Thì các bác nào thích hàng đẳng cấp thì các bác hãy quan tâm đến sản phẩm này. Và ngoài ra thì cơ sở nhà em còn làm chân nguyên khối các bác nhá, mặt nguyên khối, chân nguyên khối, và tất cả đều được gông 4 đầu các nhá, 2 đầu được gông, khoan lỗ không rất là đẹp. Và ghế thì cơ sở nhà em làm 10 ghế, đây 10 ghế hoàng gia đi kèm, tất cả đều làm gõ ba chi. Gõ ba chi thì cơ sở nhà em làm cực kỳ là chi tiết và vân veo rất là đẹp. Và đây là cái mẫu ghế ăn mới nhất của cơ sở nhà em làm, và làm vào không gian combo nhà bác Tấn như này. Các bạn nhìn thấy 10 ghế đơn. Đây vài ghế này cơ sở nhà em làm khuôn là 4, khuôn là 4, ván là 2, vách là 2. Các bạn nhé, làm cong dẻo, làm BU và đặc biệt sơn BU mờ chống xước. Các bạn nhìn vân veo rất là đẹp để nguyên vân gỗ. Và bộ sản phẩm này thì có kèm theo, cơ sở nhà em làm kèm theo một cái kính dày 1 phân. Và kính này kính ngoại khổ, và kính này kính phải đặt trước các bạn nhé. Kính này kính ngoại cỡ. Đấy các bạn nhìn thấy đây. Và các bác cứ hình dung mà nếu mà các bác nhà các bác mà sở hữu một cái bộ bàn ăn đẳng cấp như này mà để tiếp khách đến nhà chơi nhà và chơi vào dịp lễ Tết Tết năm nay thì nó quá là tuyệt vời các nhá. Và cái bộ sản phẩm này thì em xin báo giá công khai các bác là em bán là 98 triệu là cả bàn cả ghế. Không thì các bác có mua bàn thì giá 60 triệu và kèm theo ghế là 3 triệu một cái các bác nhá. Thì các bác nào mong muốn sở hữu cái bộ sản phẩm tương tự như này hoặc là đẹp hơn như thế này thì các bác hãy comment phía dưới và nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh để các bác có thể là sở hữu và được tư vấn về những sản phẩm đồ gỗ cao cấp. Đấy các bác nhìn đây, đây kể cả mặt sau cơ sở nhà em cũng nguyên BU trần luôn các bác nhá. Đấy, bác nào mà mong muốn sở hữu bất cứ bộ bàn ăn nào thì cơ sở nhà em có cái mức giá rất là nhiều, từ 15 triệu cho đến là 300 triệu tùy sản phẩm, tùy mẫu các bác nhá. Thì các bác nào mong muốn thì hãy liên hệ với cơ sở nhà em qua điện thoại màn hình. Và cơ sở nhà em cũng xin cảm ơn tất cả quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã quan tâm theo dõi sản phẩm đồ gỗ và đã đến cơ sở nhà em và mua hàng. Chúc tất cả mọi người có một năm 2024 thành công, hạnh phúc và may mắn. Còn bây giờ thì em xin chào các bác ở video tiếp theo. Xin chào.